con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Đuốc
soi tâm hồn, dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Với hình hài này, với tên họ này, thì mình chính là con của cha mẹ mình. Điều đó là không thể đổi thay, và bạn không thể chối từ. Ấy vậy mà, có những người cố chối bỏ, đốt những điều hiển nhiên đó, để rồi trở thành người bất hiếu. Rất mong tất cả những người con trong cuộc đời này, hãy luôn luôn trân trọng và kính yêu cha mẹ, bởi vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Hãy giữ tròn hiếu đạo, vì Đức Phật dạy đạo Phật là đạo hiếu. Làm con phải
con thơ không ai nuôi dưỡng, không được sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn nuôi dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ làm con phải tuyên quên, vào sáng báo ân đầu vang kể.
thần trai thủ nam tử ha lê quán vinh hà lê giá thiên hà lê gia thiên ông tử nguyễn thị thắng đỗ thanh phượng ngô thị bích nhật lợi tôn lê gia hoàng anh lê gia phát lê gia minh đức lê gia bảo lê đỗ ngọc hân lê đăng khoa lê thị thanh hằng lê chí thành cung thừa mẫu mệnh trần thị minh hợp đồng gia dương mong quyến đăng ơn toàn từ sông hồ về trên kiến văn hậu lê gia toàn từ toàn trần lê nguyễn mạnh sinh ngư nhân thị liên mọi ngoan nhà thời tu xây hưởng linh nga thu thập tam tuế đại hà tổ tư giáp thìn na liên kiểu nguyệt na thập thất nhật na xỉu thời mạnh na trung thiết địa ma trần linh na nhất chân niệm hóa tu đại quy công minh minh phát tán na hồ na trở ma thiên điều điều văn quy đại gia địa phù bàn tiến bàn đa nam siêu thăng do thế kim nguyệt quét nhờ tu thiết kim ngân hương hoa lễ vật tình cung thu trần của yếu sơ văn kiến thân thượng tố cung hà duy nam mô thọ phương vô lượng thượng chủ tam bảo kim liên tòa nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật thánh liên tòa phóng kim quang nhi thiếu thân thì chân linh thân thì cổ hai chân vang đã vang sinh sinh vô tây chúc chi kiếp kiếp tà liên hoa chi cảnh cánh nguyện trai chủ đạt môn mong vĩ chân gia thế hành xương hào ân ngũ phúc chi chủ vĩnh hưởng tam đa chi cánh nam thần hà tình vô nhân kính thiết tình danh chi chỉ vẫn sớ văn nhân văn là giáp thị liên hà kiểu nguyên ta bát nhân thân đệ tử thành tâm hòa đam cù sơ văn thừa nay văn thơ tuyên đạp sư tối phật tiền dụng bằng phố lô siêu hóa những kỷ niệm về người cha đối với mỗi đứa con sẽ hiện hiện một cách rõ nét, khó mờ phai. Mãi mãi là những kỷ niệm khó quên qua hình ảnh và việc làm của người cha. Ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết kỷ
niệm ngày xưa, ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi. Này hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về, cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi nay. Tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu nhưng không bao giờ xa con, với tiếng cha gọi, với lời cha khuyên răn dẫn dụ, những việc cha đã làm. Tất cả giờ con mới hiểu, một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha, kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất. Chân linh hương hồn ông Lê Gia Toàn, thật đúng là đi khắp thế gian này không ai tốt bằng mẹ, nhưng gánh nặng cuộc đời không ai vất vả bằng cha. Nước biển mênh mông không thể đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng cũng không thể phủ kín công cha. Tình cảm cha con chia ngọt xẻ vùi, đói lòng cha gắng sức chăm con, thắt lưng buộc bụng cha mẹ chỉ mong con nên người. Cha dành hết đỉnh mây mờ cho chúng con đường rộng, giờ này con đi. Mẹ dành hết nỗi đắng cay, vắt từng dòng sữa ngọt lành trong con. Hôm nay cha thác đi rồi, đã thác là mất biết tìm nơi đâu. Giờ này đây các con trai gái rể dâu cùng với các anh em con cháu nội ngoại xa gần, khăn tang sắp nhận đổi trên đầu, tay gạt nước mắt mà thảm sầu lệ phương. Kể từ đây âm dương đôi ngả, nơi suối vàng cha an nghỉ giấc ngàn thu. Nghi lễ thành phục phát tang cho vợ con cùng các anh chị em nội ngoại của ông Lê Gia Toàn bắt đầu. Cơ lập cử ai xin mời bác con trai trưởng bước lên một bước. Ngũ phục chư nhân các phục kỳ phục
Xin trân trọng kính mời ông Lê Gia Nam đại diện cho gia đình dòng họ lên phát khăn tang cho vợ con cũng như tất cả anh em nội ngoại đôi bên. Xin trân trọng kính mời ông Lê Gia Nam kính lễ ông Lê Gia Toàn hai lễ, sau đó thắt khăn tang lên đầu rồi bắt đầu phát khăn tang lần lượt cho vợ con cũng như anh em con cháu nội ngoại. Xin trân trọng kính mời. Nỗi đắng cay, nỗi chua, nỗi xót nào bằng khi lá vàng thì còn ở trên cây, lá xanh ngay bội rụng hỏi ai không đau lòng. Giờ này đây các con, các cháu cùng các anh chị em nội ngoại xa gần, khăn tang đã nhận đội trên đầu, tay gạt nước mắt mà thảm sầu lệ rơi. Kể từ đây âm dương cách biệt, nơi suối vàng cha an nghỉ giấc ngàn thu. Kính đề nghị tất cả các con, các cháu cũng như bà tổ phụ và các anh chị em của ông Lê Gia Toàn cúi đầu bái tạ người thân yêu trong gia đình hai lễ. Lễ tất xin trân trọng kính mời các con các cháu của ông lên thắp hương bái biệt người thân yêu trong gia đình. Các người đứng nguyên tại chỗ nhá, nên nhang đúng về một vế để cho anh em con cháu đằng sau lên thắp hương. Đúng về một vế. Xin mời các bác ở phía sau ta tiếp tục bước lên phía trước để thắp hương bái biệt người thân yêu trong gia đình. Đại diện thế được rồi. Cái này đại diện thôi. Đại diện thế này.
bác thắp hương xong, các bác lại trở lại vị trí ban đầu. Và sau khi ban tổ chức lễ tang địa phương công bố lễ phát khóc bắt đầu, thì lúc bấy giờ lần lượt từ con trai trưởng đến con trai út, rồi con dâu cũng như bà quả phụ và các anh em con cháu của ông Lê Gia Toàn hãy vòng quanh linh cứu ông Lê Gia Toàn lần sau cuối để vĩnh biệt người thân yêu trong gia đình trước giờ ly biệt sau cùng. Vậy giờ này ban nhạc hiếu xin trân trọng kính mời vị đại diện cho ban tổ chức tang lễ địa phương lên công bố lễ phát khóc bắt đầu. Kính thưa các cụ, ông các bà cùng toàn thể nhân dân, các ông bà liên gia, thân gia, bạn bè quyến thuộc gần xa, lễ phát tang của ông Lê Gia Toàn cho con cháu đã xong theo phong tục tập quán của quê hương. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đội trống, đội kèn sẽ hát khóc theo nghi thức tập thể. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
cùng nhiều ban tổ chức tăng lễ địa phương và các đoàn hội nghi lễ phát tác cho các con các cháu và nghi lễ phát tang cho hai chị em cũng như họ hàng của ngoại quê đi đến giờ này đã được chung niên hoàn tất từ đời của gia đình và họ cùng xin cúng đầu cha cả ơn. Thưa toàn thể nhân dân, nghi lễ phát tang và phát khóc đã được chư viên hoàn tất, kính viếng hương hồn ông Lê Gia Toàn. Vậy ban nhập hiếu xin được trân trọng kính đáo bà con cô dì chú bác, ai có lễ viếng ta qua bàn đăng ký đưa giấy vào ban nhập hiếu chúng tôi giới thiệu. Tang lễ xin được trân trọng kính mời lễ viếng của gia đình ông Lê Đức Quảng ở thôn Mai Đồng. Xin kính mời đoàn. Sau lễ viếng kính mời quý vị trở lại bàn trà xơ chầu mời nước để gia đình tăng gia hiếu quyến được nói lời đa tạ cảm ơn. Hãy
cỡ sao lá sầu dội rơi, về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương, lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngựa xuôi, nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước có dơ
ơi, mới cách đây có ít ngày thì chị nhận trên đầu vành khăn tang chồng. Hôm nay cậu lại rất tình ra đi để cho chị cùng các cháu vô cùng đớn đau, ngậm ngùi dẫn ném hương trầm, cúi đầu vĩnh biệt trước linh sàng cầu đây, để tưởng nhớ hương hồn người thân yêu trong gia đình. Xin kính đề nghị gia đình bà Tạ cùng các con các cháu hãy dành một phút cúi đầu vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Đã trôi qua. Bà Tài cùng các con, các cháu của bà Tài lên dâng hương kính viếng, xin trân trọng kính mời. Sau khi dâng hương xong, xin kính mời quý vị hãy dành một phút cúi đầu vĩnh biệt người thân yêu trong gia đình. Để tưởng nhớ hương hồn người quá cố, phúc vĩnh biệt bắt đầu. Chị em bên ngoài của bà Trần Thị Minh lên dâng hương kính viếng hương hồn người quá cố. Sau khi dâng hương xong, xin trân trọng kính mời quý vị hãy dành một phút cúi đầu vĩnh biệt người thân yêu trong gia đình. Và để tưởng nhớ hương hồn người quá cố, xin kính mời quý vị hãy dành một phút cúi đầu vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi, phút vĩnh biệt đã trôi qua, trên lời gia đình trân trọng cảm ơn. Xin kính mời quý vị lên dâng hương kính viếng hương hồn người quá cố. Và để tưởng nhớ hương hồn người quá cố, xin kính mời đoàn hãy dành một phút cúi đầu vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Biệt đã trôi qua, trên đời gia đình trân trọng cảm ơn. Gầm tràn đài mà sao con đi dắt ngã hoài, để cha miệt mài
ôi thương quá cha tôi. Nhờ công cha như núi Thái Sơn rèn luyện con gian khổ không sợ, mà sao con vẫn mãi chấp chân vẫn mất u buồn. Ôi thương quá cha tôi, thương cha cánh cò cộng nắng sang sông chở luôn nước mắt cay nồng xót xa. Giọt nước sinh ra từ nguồn, dìu con trai bay dục lưng mây, mặc đời cha thân thể hao gầy, mà sao con vẫn mãi thế này để cha cằn chạy. Ôi thương quá cha cho bà quả phụ cùng các con các cháu của ông
được đa tài đa lộc đa phú quý, bách niên giai lão đại vinh hoa. Nghi lễ chúc thực mời cơm ông, bữa cơm buổi chiều tối bắt đầu. Thank you.
Một nắng hai mưa
ba gần hai gia, Chúa mẹ Chúa con cho cả cuộc đời. Con nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiếng là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, ba dạy cho con những nghĩa cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Ba tôi không có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư. Nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nâng đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời con. Còn đó trong con những ngày thơ ấu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng đời. Thank you.
trân trọng làm ơn sau lễ tiễn mời hai bác trở lại bàn trường. Thank you.
đêm qua, lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thầm cuồng chăm lo. Nhớ hoài ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con coi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã quá xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa hơn. Những ơn tình con không biết sao để viết thành. Lại một đêm trôi qua, lòng vẫn nhớ hoài về cha. Bao năm nhọc nhằn gian nan, hy sinh suốt đời cho đàn con. Cha vẫn luôn dạy dỗ chúng con, sống sao nghĩa tình trước sau. Lúc con ốm đau, người đêm trắng đêm, mắt sâu thâm cuồng chăm lo. Ngày tháng thơ dài, bên mái tranh nghèo đầy tình thương. Nhớ hoài hình bóng cha già, cho con khơi ấm đêm thương đêm. Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời. Mất cha rồi con mới hiểu, không đau thương nào xót xa.
Ban tổ chức lễ tang trân trọng cảm ơn toàn nhạc chào của đoàn khách Ngu Lôi. Kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các vị đại diện cho lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương, thưa các hàng hội cùng toàn thể nhân dân. Hôm nay đoàn kèn giáo xứ Tiêu Hạ chúng tôi được gia đình tang quyến cho biết tin buồn. Ông Lê Gia Toàn là thành viên vô cùng kính mến của gia đình tang quyến. Nay ông đã hoàn tất cuộc hành trình lữ thứ trần gian để về quy ẩn ông bà tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Đoàn kèn chúng tôi đến đây trước hết xin phép gia đình tang quyến được thắp nén hương thơm và dùng tiếng kèn thay cho niềm xúc động để chào viếng vĩnh biệt ông, và sau đó là thành tâm chia buồn sâu sắc cùng với gia đình tang quyến. Rồi sau đó anh em đoàn kèn chúng tôi cùng với gia đình tang quyến và toàn thể nhân dân tiến đưa linh cữu ông về nơi an nghỉ cuối cùng để tri ân người cựu chiến binh Lê Văn Toàn. Đoàn kèn chúng tôi xin được cử bản nhạc kèn đoàn vệ quốc quân. Như giọt nước mắt muôn đời không hề cạn, như giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi, tức tình cha muôn thuở như đất trời vẫn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Vì người ta nói mẹ hiền cao cả quá, tôi xin thưa chấp nhận ngay từ đầu. Nếu được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Giờ đây ban kèn chúng tôi xin được gửi bản nhạc kèn tình cha để cùng con cháu luôn luôn ghi nhớ chữ củ lao dưỡng dục do đền đắc nghĩa sinh thành xin tạc dạ ghi lòng, vì ông đã có công sinh thành dưỡng dục và tạo dựng cho con, cho cháu, cho gia đình hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.
kính thưa gia đình tang quyến. Thế là ông Lê Gia Toàn, một hình bóng thân yêu của gia đình chúng ta không còn nữa. Thế là ông đã về gửi mình đất lành. Trước giờ phút sinh ly tử biệt này, đoàn kèn chúng tôi xin được cử bản nhạc kèn khúc nhạc tiễn đưa. Chúng tôi thành tâm cầu chúc cho ông thanh thản trên đường về cõi Phật, an nhàn hạnh phúc chốn thiên thu. Sâu sắc của đoàn kèn đàn giáo sứ Tiêu Hạnh. Xin mời các nghệ sĩ, nhạc sĩ tạm thời nghỉ ngơi sẽ trở uống nước và cùng với chúng tôi tiếp tục chương trình ca huế. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và đề nghị đội tiêu binh danh dự do Trần Đức Tỉnh chỉ huy vào làm nhiệm vụ. Xin kính mời. Chương trình
Kính thưa hương hồn ông Lê Gia Toàn, kính thưa các vị, thay mặt cho các vị chính quyền, các đoàn thể, các hội đoàn, kính thưa các ông bà và thân gia, liên gia, hòa hàng bạn bè thân bằng quyến thuộc gần xa cùng toàn thể nhân dân, kính thưa quý khách, quý vị, kính thưa gia đình tam quyến, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau thắp nén hương thơm viếng và tiễn đưa ông Lê Gia Toàn, đồng chí Lê Gia Toàn, hội viên hội cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi ra đi về cõi vĩnh hằng. Ông Lê Gia Toàn sinh năm 1952 tại thôn Nai Độc, xã Trung Lương, do mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được các con cháu anh em hết lòng chạy chữa thuốc men nhưng không qua khỏi, ông đã chút hơi thở cuối cùng chia tay chúng ta từ giã thế giới này vào hồi 2 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2024, tức ngày 17 tháng 9, năm Gia Thìn hưởng thọ 73 tuổi, để lại cho bà các con anh em hòa mạc niềm tiếc thương vô hạn. Thay mặt ban tang lễ, tôi tuyên bố lễ viếng chính thức tập thể được bắt đầu. Một, xin giới thiệu và kính mời đoàn ngành chi trực hệ do Lê Văn An và trưởng đoàn vào viếng. Xin kính mời.
được kính mời đoàn chi hội cựu chiến binh do đồng chí Trần Đức Cửu dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Gia Toàn. Đến tháng 6 năm 1975, đơn vị
chuyển về hậu cứ mới đóng quân tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trong quá trình quân ngũ và phấn đấu, về phục viên đã được tặng ba bằng khen: huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Huy chương một Sa La của nước bạn Lào. Đến tháng 10 năm 1980, ông được xuất ngũ về địa phương tham gia cùng với gia đình, vợ con lao động sản xuất và đã tham gia tổ thủy nông vận hành máy bơm của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và tổ sát gạo đến năm 1995. Từ tháng 1 năm 1996, ông bà đã cùng với các con, các cháu đi vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. Ông xây dựng với bà Trần Thị Minh là người của quê hương. Ông bà đã sinh hạ được 3 người con trai. Các con của ông bà đã đều yên về và gia thất. Ông bà có 8 cháu nội. Trong những năm gần đây, ông thường xuyên bị ốm đau. Mặc dù đã được bà, các con, anh em, họ mạc chăm sóc, các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vì bệnh trọng, ông đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 2 giờ sáng 15 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024, tức ngày 17 tháng 9 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 73 tuổi. Ông mất đi để lại cho bà, các con, các cháu, anh em, họ mạc, xóm làng niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa hương hồn ông Lê Gia Toàn, kính thưa gia đình Tam Quyến, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền nhân dân thôn Mai Động thực hiện mục tiêu xây dựng quốc gia, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân nông thôn mới nâng cao, vận động nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, quê hương phát triển kinh tế xã hội, đường trường trạm đã từng bước được đổi mới, nhân dân tin tưởng vào đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, hương ước của làng đã được duy trì, lương giáo đoàn kết chung tay với cấp ủy chính quyền xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Kính thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa hương hồn ông Lê Gia Toàn, để tỏ lòng thành kính ông, chúng tôi xin thành tâm chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với đại gia đình, các con, các cháu của ông. Xin cầu chúc cho ông ra đi được thanh thản ở cõi vĩnh hằng để chia tay ông lần cuối cùng. Tôi đề nghị mọi người có mặt ở phòng tang xin đứng dậy dành cho ông một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cùng toàn thể quý khách gần xa, tôi xin được thay lời cho hai cụ thân sinh, thay lời cho chị dâu là bà quả phụ Trần Thị Minh cùng các con cháu anh em bên nội bên ngoại, xin có lời phát biểu như sau. Anh trai tôi ông Lê Gia Hoàng, sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ bệnh viện Trung ương Quân đội 175 thành phố Hồ Chí Minh
tận tình cứu chữa, đã được vợ, các con cháu, anh em nội ngoại hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh quá nặng, trong người sẵn bệnh nền nên ông Đông đã không qua khỏi. Ông đã từ trần vào hồi 2 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10 năm 2024, tức ngày 17 tháng 9 Giáp Thìn. Ông Lê Gia Bản mất đi đã để lại một tổn thất mất mát vô cùng to lớn cho hai cụ thân sinh, cho vợ, các con cháu, anh em bên nội bên ngoài, để lại nỗi niềm thương nhớ tiếc thương cho họ mạc, cho bà con xóm giềng. Thay lời cho hai cụ thân sinh và tổ phụ Trần Thị Vi, các con cháu, anh em nội ngoại, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của thôn Mai Lộc, xã Trung Lương. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức lễ tang, các hội đoàn, các cụ ông, các cụ bà con xóm giềng, các bậc thông gia, liên gia cùng đoàn thể quý khách gần xa, trong 3 ngày qua đã dành nhiều thời gian và tình cảm tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp đỡ, làm công tác chuẩn bị và tổ chức tang lễ, đồng thời phúng viếng tiễn đưa ông Lê Gia Quản rất trang trọng, chú đáo và nghĩa tình. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi xin được nhiều lần lượng thứ. Sau khi đưa ông Lê Gia Quản về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban tổ chức lễ tang, các hội đoàn cùng đoàn thể quý khách về lại gia đình uống yến rượu nhạt, để gia đình một lần nữa được nói lời cảm tạ. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Chương trình lễ viếng ông Lê Gia Quản và thư hương đến đây là hoàn tất. Sau đây là lễ di quan kính thưa ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tôi xin được thông báo về hình kính thưa ông như sau. Ý đầu tiên là hồn chống ngũ lôi xóm trong làng. Ý thứ hai là hội cầu nguyện. Ý thứ ba là minh sa. Ý thứ tư là hội tiền đồng. Ý thứ năm hội chống xóm ngoài. Ý thứ sáu hội tiền nam. Ý thứ bảy cuối cùng là linh quốc con cháu và nhân dân tiến đưa ông về nơi yên nghỉ. Xin mời ông Trần Đức Hiếu và chỉ huy anh em con cháu cùng đội tiêu binh tôi nhắm tiếng của ông lên xe ra. Xin kính mời.
Thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn,
chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần ai. Bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, còn vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa người, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao phút thay dân muôn trùng,
lai láng đi như biển đâu, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Từng giây, tình cha cho con như bóng mát phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thay sân muôn trời, lai láng vì như biển đâu, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vô về. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào đời. Mai đây dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dắt con đi vào trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác giờ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần nào
Thank you.
với đời người, không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi. Và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Con mất cha thật rồi. Cha ơi,
thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.